Ừ, đúng rồi. Tao vừa qua tiệm vàng xong. Anh định bấm tầng mấy ạ? Anh chào đồ lên tầng 5. Vâng ạ. Ừ, vàng có đang hơi xuống nhưng mà rồi sẽ tăng thôi. Tao mới mua được một cây về cất két, bao giờ tăng thì tao bán. Này, mà tao bảo ấy, mày cứ tích dần đi là vừa. Tích vàng á, không bao giờ là sai cả. Mày cứ tin tao đi. Ok thế nhá. Anh ơi, anh giao nhà nào đấy ạ? Hình như anh giao ở tầng dưới. Cái gì mà nặng thế nhở? Thôi cứ vào nhà đã. Alo mẹ ạ? Mẹ có đặt đơn hàng ở trên mạng ấy. Nay họ giao đến, con xuống dưới chung cư lấy hộ mẹ nhá. Sao mẹ không bảo người ta ship in đây đi ạ? Chung cư người ta đang sửa chữa mà, bảo vệ không cho người giao hàng lên đâu. Con xuống chung cư lấy đi. Nha. Dạ vâng ạ. Sao chung cư không cho ship lên? Mà sao anh kia lên được nhỉ? Chắc là chủ thấy nặng quá nên là mới nhờ thôi. Anh ơi, em bị mất trộm. Anh cho em xem camera đi ạ. Thôi chết, thế bác có nhiều không? Toàn bộ tiền vàng nữ trang của em mất hết. Anh cho em xem ngay đi ạ. Thế thì em phải báo công an đi. Chứ camera chỉ quay lại được hành lang thôi. Một ngày có biết bao nhiêu người qua lại, biết làm sao được. Thôi rồi. Anh cứ cho chị ấy xem camera đi ạ. Từ lúc chị ấy lên nhà đến lúc tắm khoảng mất 30 phút thôi. Chắc chắn tên trộm chưa đi xa đâu ạ. Sao em biết? Lúc nãy em có đứng chung thang máy cùng chị ấy lúc 7 giờ tối. Chị tắm xong mới phát hiện ra mất đồ đúng không ạ? Thế thì bây giờ là 7 giờ 45 phút. Tên trộm chắc chắn sẽ đi xa đâu anh ạ. Phong tỏa tòa nhà, báo công an. Có chuyện gì thế em? Anh trả lại đồ cho chị ấy đi. Đồ gì? Em nói ly tình cái gì đấy? Tránh ra đi. Mày bỏ ra, tránh ra. Anh ơi, chính anh ta là người trộm đồ ạ. Thật không? Anh ta là người trộm đồ đấy anh ạ. Anh báo cảnh sát đi. Này, mày có bằng chứng gì mà bảo tao trộm đồ hả? Anh là dân cư ở đây à? Tao mới chuyển đến phòng 606. Này, tôi đi tập gym mà cũng vi phạm pháp luật à? Phòng 606 là phòng của quản lý, không phải phòng ở. Anh nói láo. À nhầm, thế là phòng 706 đấy. Hình như phòng 706 mới có người đến ở thật. Xem ra anh vẫn chưa nói thật nhở. Phòng gym do dịch bệnh nên chưa được mở lại. Thế anh tập gym ở đâu? Đi tập gym mà không mang đồ thể thao và giày thể thao, như vậy rất ảnh hưởng đến cổ chân và xương sống đấy. Kệ tao. Trên người anh có mùi nước hoa giống của chị ấy. Hơn thế nữa, anh có ngụy trang thế nào cũng để lại dấu vết thôi. Trên tay của anh có dấu hiệu cậy cửa, móng tay cụt. Trên đầu ngón tay lại có dầu của dầu rửa xe nữa. Tóc và trán có mồ hôi. Chắc chắn anh vừa vận động mạnh hoặc làm một điều gì đó rất hồi hộp. Tao đi tập gym, thế là bình thường. Ừ, đúng rồi. Tao vừa qua tiệm vàng xong.
Tôi đã nghi ngờ rồi. Thông thường mọi người sẽ chỉ gọi khách xuống lấy mà không mang lên chung cư. Nhưng anh đã đóng giả người dân để lên chung cư. Anh đã theo dõi chị ấy từ lâu, nghe được chị ấy mới mua vàng nên đã lên tầng bên trên nhà chị ấy. Anh theo dõi chị ấy rồi giả vờ đi giao hàng. Khi được hỏi thì chưa xem đơn hàng, anh đã bảo nhầm rồi. Rồi nhanh chóng xuống tầng nhà chị ấy để thực hiện phi vụ. Muốn biết anh có trộm hay không, có thể kiểm tra ba lô mà. Chị kiểm tra sẽ mất gì không ạ? Đúng của chị đây rồi, chị cảm ơn em nhiều nhá. Không mất là may rồi chị ạ. Đi tập gym mà không mang đồ thể thao vào giày thể thao, như thế rất nguy hiểm đến cổ chân. Anh ơi, hai một bắt đầu theo cái chân vào. Ủa, quay ông kia làm gì? Quay chân ông kia làm gì? Ba hai một bắt đầu. Dạ vâng ạ. Ui chú kia ui. Dạ. Như vậy rất ảnh hưởng đến cổ chân và xương sống đấy. Sao thế? Giày thể thao kia rồi mà. Thể thao đâu? Đây là giày ấy mà. Thể trang mà. Trong cái gì á, của cháu cái gì nhỉ? Rồi đúng không? Anh cứ cho chị ấy xem camera đi ạ. Từ lúc chị ấy lên nhà đến lúc tắm khoảng 30 phút thôi. Anh cứ cho chị ấy xem camera đi ạ. Từ lúc chị ấy lên nhà đến lúc tắm mất khoảng 30 phút thôi. Tên trộm chắc chắn chưa đi xa đâu ạ.